điều tra Asanjo, hàng Trung Quốc đội lốt hàng Việt. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tin Tức Dân Trí. Nhớ like và subscribe kênh YouTube Tin Tức Dân Trí để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày các bạn nhé. TTO, hàng điện tử dân dụng của tập đoàn Asanjo đã được chứng nhận là hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn. Asanjo quảng bá sử dụng đỉnh cao công nghệ Nhật Bản. Điều tra đặc biệt cho thấy không phải như vậy. Con đường đội lốt như thế nào? Tập đoàn điện tử Asanjo Việt Nam công bố các sản phẩm nhãn hiệu Asanjo đang làm mưa làm gió trên thị trường hàng Việt. Tuy nhiên, điều tra cho thấy Asanjo là hàng Trung Quốc đội lốt xuất xứ Việt Nam. Kỳ 1, nhập hàng Trung Quốc ghi xuất xứ Việt Nam. Cuối năm 2018, Hải quan phát hiện một doanh nghiệp nhập lò nướng thủy tinh nhãn hiệu Asanjo từ Trung Quốc khai báo gian dối. Từ thông tin này, bất thường của Asanjo dần được hé lộ. Lần theo con đường đi hàng trăm của container từ Trung Quốc về các nhà máy Asanjo ở Việt Nam, chúng tôi đã lật tẩy chiêu trò thay tên đổi họ nhằm xóa đi dấu vết hàng Trung Quốc trước khi đến tay người tiêu dùng Việt. Họ kêu tôi nộp chứng minh nhân dân để làm thẻ ATM, nhưng họ lại đi mở ra công ty. Sau đó tôi biết mình là tên giám đốc công ty và đang bị hải quan bắt hàng. Vợ chồng tôi sợ quá nghỉ quyện việc về quê luôn. Công ty cổ phần điện tử Asanjo Việt Nam được cấp chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn năm 2017. Ngành điện tử gia dụng, trên bao bì, tem nhãn của Asanjo đều ghi xuất xứ Việt Nam kèm theo slogan Asanjo đỉnh cao công nghệ Nhật Bản. Nhiều năm qua, cũng như những người tiêu dùng Việt Nam, chúng tôi tin Asanjo là hàng Việt thật. Thế nhưng đến tháng 8 năm 2018, một nguồn tin cho biết nhà máy Asanjo chỉ lắp ráp TV từ linh kiện Trung Quốc, còn đồ điện tử gia dụng thì nhập nguyên con từ Trung Quốc, chứ không phải họ sản xuất một mẫu linh kiện điện tử nào. Bí mật trong thùng container. Vào cuộc điều tra, chúng tôi nắm được tin khá nhiều các công ty nhập hàng của Asanjo từ Trung Quốc. Lập tức chúng tôi chuyển thông tin này đến cơ quan chức năng thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 7 tháng 9 năm 2018, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra container số hiệu PCIU 8689004 chứa linh kiện lò nướng điện nhập từ Trung Quốc đến cảng EDC Phước Long. Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Sa Huỳnh, công ty Sa Huỳnh là chủ lô hàng này. Sự thật vỡ lở, hồ sơ thông quan thể hiện công ty Sa Huỳnh tự khai hàng hóa trong container là linh kiện lò nướng thủy tinh, bao gồm 970 nắp đậy bằng nhựa, 940 chậu lò nướng bằng thủy tinh, 1180 thiết bị đếm thời gian của lò nướng, xuất sản xuất hàng hóa Trung Quốc. Tuy nhiên, mở container kiểm tra, hải quan phát hiện toàn bộ hàng bên trong là 1300 bộ nướng thủy tinh nguyên trước nhãn hiệu Asanjo. Đặc biệt, trong thùng cắt tông đựng lò nướng còn có phiếu bảo hành in sẵn tiếng Việt Asanjo đỉnh cao của công nghệ Nhật Bản kèm theo đường dây nóng 1800-1035. Mặc dù hồ sơ hải quan thể hiện hàng hóa có xuất xứ CO Trung Quốc, nhưng toàn bộ lò nướng trong container này hoàn toàn không có thông tin về xuất xứ. Nhận từ công ty Sa Huỳnh có biểu hiện gian dối, chúng tôi đã tìm lãnh đạo công ty này để xác minh. Lần theo địa chỉ công ty đăng ký trên giấy phép tại số 861-27-39 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi mất rất nhiều ngày trời vẫn không tìm thấy. Chúng tôi quyết định ghé công an phường hỏi thăm thì được biết địa bàn trên địa điểm này không tồn tại. Bất ngờ từ một lời kể của một nữ công nhân, công ty Sa Huỳnh ở đâu? Từ manh mối mỏng manh trên giấy đăng ký kinh doanh, chúng tôi tìm đến được giám đốc công ty HTSQ, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Một ngày đầu tháng 2 năm 2019, chúng tôi đi Sóc Trăng tìm chị Quy. Tại đây, theo lời kể của chị Quy, một sự thật khác được hé lộ. Vào tháng 6 năm 2018, vợ chồng chị Quy lên thành phố Hồ Chí Minh làm công nhân trong nhà máy Asanjo ở khu công nghiệp Vĩnh Lộc. Công ty là chị từng khui thùng cắt tông lấy ốp TV nhập khẩu phân loại, chuyển các bộ phận đến lắp ráp. Chồng chị làm phụ xe chở hàng thành phẩm của Asanjo đi giao cho các tỉnh. Giọng chị Quy đầy lo lắng. Khi mới vô làm, công ty nói lấy giấy chứng minh thư nhân dân vô tô của tôi bị mờ nên họ kêu tôi phải đưa bản chính để làm thẻ ATM dùng để trả lương. Hai ngày sau họ trả lại. Đến ngày 24 tháng 9 năm 2018, một người tên Kiều gọi tôi lên văn phòng nói rằng trước đây có mượn chứng minh thư nhân dân của tôi để nhập hàng nhưng bị hải quan giữ lại. Họ nhờ vả tôi ra hải quan ký tên nộp phạt, lấy hàng về rồi phụ cấp tiền cho tôi. Do tôi không mở công ty, không làm giám đốc, không nhập hàng gì nên không đồng ý. Hôm sau, vợ chồng tôi sợ quá nên nghỉ việc về quê luôn. Chị Kiều nhiều lần gọi điện năn nỉ tôi là lên làm lại và đến hải quan giải quyết lô hàng bị giữ, nhưng tôi không đồng ý. Tôi về quê từ đó đến nay luôn.
Đến ngày 5 tháng 10 năm 2018, công ty Sao Huỳnh thay đổi người đại diện pháp luật là ông Trương Ngọc Liêm. Chị Quỳnh nói không hề ký bất cứ giấy tờ nào của công ty Sao Huỳnh, nên việc công ty này thay đổi được người đại diện pháp luật là điều rất lạ. Làm việc với cơ quan chức năng, ông Liêm thừa nhận nhóm của ông có mượn chứng minh thư nhân dân của chị Quỳnh để đăng ký doanh nghiệp và ký tên chị Quỳnh làm giám đốc. Các chữ ký của chị Quỳnh trong từ bộ hồ sơ là do một người trong nhóm của ông giả. Nhiều công ty ma nhập hàng Asonia từ Trung Quốc. Sau nhiều tháng điều tra, phóng viên phát hiện công ty hiệu Asanyo từ Trung Quốc. Ngoài ra, còn một số công ty nhập nguyên linh kiện nhãn Hansen Asanyo để lắp ráp TV, máy lạnh, điện thoại. Cụ thể, lô hàng có nhãn hiệu Asanyo đầu tiên của Việt Nam vào ngày 25 tháng 6 năm 2014 với 1.335 VNL LCD để lắp TV 32 và 40 inch do công ty trách nhiệm hữu hạn điện dân dụng Supo nhập. Tháng 8 và tháng 10 năm 2014, công ty này còn nhập hơn 1.630 tấm VNL LCD từ công ty Hồng Kông Conca của Trung Quốc. Cũng trong năm 2014, công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử Bảo Ngọc nhập hàng trăm tấn VNL LCD của công ty Hồng Kông Conca, mặc dù hàng mới 100%, nhưng theo hồ sơ hải quan, số linh kiện này là hàng lỗi model có trị giá từ 17 đến 30 USD trên một tấm. Cũng theo điều tra của chúng tôi, từ năm 2016 đến nay xuất hiện hàng loạt công ty như Trần Thoàn, Nguyên Tuấn, Hải Phong Sài Gòn, Nam Tiến, Việt Nhật không chỉ nhập VEL LCT mà còn nhập nồi cơm điện, máy xay sinh tố, bình thủy, lò nướng từ Trung Quốc. Và một số điểm rất giống công ty Sao Huỳnh, đó là hầu hết các công ty này đều sử dụng địa chỉ ma. Đáng chú ý, chỉ có 3 công ty thuộc tập đoàn điện tử Asanyo Việt Nam cũng trực tiếp nhập hàng in sẵn nhãn hiệu này từ Trung Quốc. Cụ thể, vào ngày 9 tháng 12 năm 2016, công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông Asanyo nhập hơn 3.000 máy xay sinh tố từ công ty Winstar Electrical Inspur của Quảng Đông, Trung Quốc. Một tuần sau, công ty này tiếp tục thông qua 2.056 lồi đầu điện mới 100% từ công ty Gangdong Jinjiang Household Electric. Cuối năm 2016 và đầu năm 2017, công ty này nhập hơn khoảng 8.000 sản phẩm gồm nồi cơm, bình thủy, ấm nước điện do các công ty Guangdong Mibao, Sanyang Gudeguang của Trung Quốc cung cấp. Còn công ty trách nhiệm hữu hạn điện lạnh Asanyo chỉ có ít nhất 2 đợt nhập hơn 1.000 máy xay sinh tố Asanyo Model BL300 và 1.964 bình thủy điện nguyên chất từ công ty Haojiao Kaili Industrial. Trong năm 2018 và 2019, công ty cổ phần tập đoàn Asanyo cũng nhập nhiều linh kiện điện tử có sẵn in nhãn hiệu Asanyo và cả linh kiện không ghi nhãn hiệu từ Trung Quốc. Asanyo thay đổi xuất xứ hàng hóa. Theo điều tra của chúng tôi, tất cả các lô hàng điện đồ dân dụng, nhãn hàng Asanyo mà 19 công ty nhập về Việt Nam đều có CO from air do các cơ quan thẩm quyền của Trung Quốc cấp. Khi làm thủ tục thông quan, các công ty nhập khẩu đã khai báo xuất xứ hàng hóa là Trung Quốc. Tuy nhiên, khi chúng tôi thu nhập rất nhiều các chứng cứ cho thấy các sản phẩm của Asanyo bán trên thị trường lại ghi xuất xứ Việt Nam. Sản phẩm điện gia dụng của Asanyo đã được bình chọn là hàng Việt Nam chất lượng cao vào năm 2017. Theo bằng chứng khác, cho thấy Asanyo xác định đồ điện dân dụng của mình có xuất xứ Việt Nam thay vì ghi xuất xứ Trung Quốc. Ngày 17 tháng 1 năm 2018 và ngày 29 tháng 5 năm 2018, một công ty ở khu công nghiệp Long Hậu, huyện Cần Duộc, tỉnh Long An sản xuất răng Lào hai đợt hàng tổng cộng là 560 ấm đun nước Asanyo model SK1800. Hồ sơ hải quan thể hiện đây là hàng mới 100% xuất xứ Việt Nam. Không chỉ nhập hàng nguyên trước khai báo linh kiện, Asanyo còn gỡ tem Made in China ghi bằng E nên xuất xứ Việt Nam nên sản phẩm bán ra thị trường. Quy trình họ làm như thế nào? Các bạn nhớ like và subscribe kênh YouTube Tin Tức Xuân Trí để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày các bạn nhé. Vụ thanh tra vòi tiền tại Vĩnh Phúc, trưởng đoàn thanh tra Bộ Xây dựng là ai? Liên quan đến vụ đoàn thanh tra Bộ Xây dựng vừa bị công an tỉnh Vĩnh Phúc lập biên bản vì hành vi vòi vối số tiền lớn khi thanh tra tại huyện Vĩnh Trường. Theo nguồn tin từ phóng viên Dân Trí, trưởng đoàn thanh tra này là bà Nguyễn Thị Kim Anh, Phó trưởng phòng phòng chống tham nhũng thanh tra Bộ Công an.